Chào mừng toàn thể quý vị cả nhà chúng ta đến với video mới của YouTuber Đức Vũ Trần Channel. Thưa quý vị các bạn, hiện tại thì Đức Vũ Trần Channel đang đi rẽ vào cái đường để đến với Tam Cốc Bích Động. Lâu lắm mới trở lại cung đường này, bởi vì hầu hết bây giờ du khách đều tham quan và ăn trưa ở khu vực của Tràng An. Từ ở quốc lộ 1A chúng ta có một cái tuyến đường rẽ vô đây, hoặc là chúng ta đi đường tỉnh lộ 941 thì chúng ta cũng có đường rẽ vô khu vực của Tam Cốc Bích Động này. Đây chúng ta thấy hai bên có hàng cây sa cừ rất là lớn. Địa danh quen thuộc ở Ninh Bình, trước đây khi mà doanh nghiệp Xuân Trường chưa có khai thác cũng như là danh thắng Tràng An chưa được công nhận là di sản kép, di sản văn hóa và thiên nhiên, thì hầu hết tất cả du khách trước đây thì họ đều tham quan cái bến ở Tam Cốc Bích Động. Tam Cốc là bởi vì ở đây người ta đi qua ba cái hang chính, gọi là Cốc Bích Động. Nơi đây có một cái ngọn núi mà trong đó có ngôi chùa, và ngọn núi coi như là một cái hang động, cho nên là ở đây thì người ta đặt cái tên là Tam Cốc Bích Động. Và trước đây thì Đức Vũ Trần Channel cũng đã có dịp gửi đến ta về cái video này. Đặc sản của Ninh Bình thì chúng ta đã thấy quá quen thuộc rồi. Việt Nam ta nơi mà có đặc sản dê núi ngon nhất, đó là dê Ninh Bình. Nếu mà không ăn được dê Ninh Bình thì chúng ta có thể ăn được dê Phan Rang của Ninh Thuận, nhưng mà Ninh Bình vẫn là số 1. Cho nên đến đây thì chúng ta sẽ có thịt dê, tái dê, dê nướng, dê xào lăn, dê xáo sọ, xói xả, vân vân. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cơm cháy của Ninh Bình. Chúng ta có nước lá vối thì không riêng về Ninh Bình không, tuy nhiên thì ở Ninh Bình thì thấy phổ biến nhiều hơn. Rồi chúng ta lại có rượu Kim Sơn của Ninh Bình. Ở đây thì có những cái đặc sản quý giá của rừng Cúc Phương trong hệ thống của rừng Tam Điệp, rừng quốc gia Cúc Phương. Rừng quốc gia Cúc Phương ha, thì nơi đó là có rất là nhiều cái sản vật quý từ rừng, thí dụ như có gỗ kim giao vân vân, có những động vật quý hiếm. Đây là bến thuyền của Tam Cốc đây. Trước đây hầu hết tất cả du khách du lịch hay là các du khách đến với Ninh Bình thì người ta sẽ đi bến thuyền này, Tam Cốc Bích Động. Đến Ninh Bình phải thưởng thức thịt dê và cơm cháy. Đây cơm cháy đây. Còn đây là dê hấp, quá tuyệt vời, thơm ngon. Còn rất nhiều món nha. Dê hấp chấm tương bần này. Hấp dẫn.
Tiếp theo thì Đức Phước Trần Channel muốn gửi đến toàn thể quý vị một cái điểm để chúng ta có thể tham quan mua sắm những cái đặc sản của quà bánh Ninh Bình, những cái coi như là những cái món đặc sản khoái và khẩu của Ninh Bình đến với tất cả chúng ta khi chúng ta đi đến với Ninh Bình. Và ở đây thì ngay chỗ trên đường quốc lộ 1A chúng ta sẽ ghé với trung tâm của Tam Phát nha. Chúng ta sẽ vô để tham quan một vòng mua sắm những đặc sản trong đây. Kính thưa các sản phẩm từ dê, đây là những cái sản phẩm của Hà Nội ha, miền Bắc. Đây là nem, nem chua Thanh Hóa nè. Ở đây là nhà hàng có bán thịt dê tươi luôn, thịt dê tươi luôn nha. Con tráng và các loại rượu. Đặc sản về dê nha. Đây là Ngọc Dương ha, Dương Tiễn Thần Kê à, tức là vừa có Ngọc Dương và có Thần Kê luôn à. Ba phát một đêm, dữ chưa? Quá dữ, quá dữ. Đây là Dương Tiễn Thần Kê, dữ quá mà. Hoành tráng ha, hoành tráng. Vô là hoành tráng luôn. Nhưng mà nhớ uống là chừng 2 chung thôi nha. Uống tới chung thứ 3 là ngủ luôn á. Sữa chua nếp cẩm là dê khô ướp tỏi. Khô dê đây chị ơi. Hấp dẫn, hấp dẫn. Nem dê thì dê phải ớt. Nem chua, nem chua. Rượu dê luôn. Các đặc sản đây, dăm dương hoắc, đây là sâm cao khô nè, dê tăng phát, trà vàng. Hoa trà Bắc Tiên, cây xả đen, các loại trà. Bánh kẹo, cơm cháy. Cháy con dê vàng. Đây Hà Thủ Ô.
này chuối hột luôn nè. Có hạt chuối hột riêng nữa. Ủa sao có màu xanh với màu vàng ở màu hồng vậy? Được không? Nhậu được không? Cái này ngon nè, cái này là ngon ha. Cái này thì cắt thêm miếng ăn nữa đi. Dạ cắt đi anh, cắt nhanh làm đi. Hấp dẫn. Có loại ít cay đấy em ơi. Đây có loại không cay đây này. À hai cái nhãn à, lý do vì sao mà nó hai cái nhãn này cái nhãn này là nhãn ít cay. Cái này là ít cay và cái này nhiều cay. Nhãn màu xanh. Cái màu xanh là ít cay. Cái màu hồng là cái nhiều cay. Màu hồng á hả? Cái màu hồng là cái nhiều cay. Đây hả? Đây này, màu hồng đây đấy. Màu hồng đây. Cái tem ở đây. Con mình màu xanh với màu hồng nào. À màu hồng là đấy cay rồi. Anh ăn cay được, anh cứ lấy màu hồng đi, ok rồi. Ăn cay màu hồng được không? Này là cao nha, cao. Ngâm vô mê lùng. À, cao nha. Về ngâm rượu. Bốn nhau, bốn mình ăn tơ xong là nó mình xé nhỏ đấy là tùy mình. Ờ, đúng rồi. Một tí rất tốt chanh mà. Ok, xin cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành theo dõi nha. Và hy vọng chúng ta đến với Ninh Bình, chúng ta sẽ thưởng thức những cái đặc sản của Ninh Bình. Và chúc chúng ta luôn được vui khỏe nha. Một đêm bao phát. Ok, tạm biệt, hẹn gặp lại những video kế tiếp.